Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Nano cần xả cái đơn hàng của một vị khách do đã hoàn hàng của bên em. Thì xả với cái giá sẽ là tốt hơn rất nhiều so với giá bán. Để anh em nào có nhu cầu mua cái dòng này thì liên hệ. Đây là đơn hàng đi Sóc Sơn, Hà Nội anh em nhé. Thì vị khách này thì em giấu tên và cũng giấu luôn cả số điện thoại thì để cho anh em mình xem cái anh ấy biết cái đuôi 703 là của anh ấy thôi. Đó. Của Kenzer CF Nelby CF 450 và đang có giá bán của bên mình là 1 triệu 4. Thì về cơ bản khi gửi hàng đến, nếu khách hàng mà tháo ra rồi test mà cảm thấy không hay, bảo hàng kém chất lượng hoàn thì mình không nói làm gì. Đây là anh còn nguyên đai nguyên kiện chứ không thèm bắt, không thèm xem. Và đây là bưu cục xử lý, họ ghi là từ chối nhận và anh Huấn yêu cầu hoàn. Anh em nói yêu cầu hoàn. Và sau đây thì em sẽ bóc cái kiện hàng này ra. Đây là hai cái bích nối nữa này, tặng kèm này. Em bóc cái thật rồi. Đây là bên trong thì có hai bích nối, đây bích nối nữa. Đây là tụ trở này và ốc vít được tặng kèm này, đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, tụ anh em đã tặng kèm đầy đủ. Và củ ken GCF, củ ken Nelby GCF, dòng bắt 4 ốc, bắt kèn chung, không phải kèn đại em nhé, kèn chung, kèn 450 lít nhôm. Đấy, củ ken thì tình trạng hai củ còn nguyên bản, khách cũng chưa tháo ra xem mà còn nguyên bản anh em, em sẽ để anh em xem còn nguyên bản hết. Cái bóng này còn nguyên bản còn rất đẹp đó. Đây là do khách từ chối nhận, chưa xem hàng, hàng còn đẹp như mới, chưa dùng anh em nhé. Và giá đang là 1 triệu 4, em sẽ xả cái đơn hàng này xuống 1 triệu 2 và cũng bao ship luôn, nghĩa là tặng những cái như này luôn, tặng cả bích nối này, tặng cả bích nối và tặng cả tụ trở bình thường như thế này anh em nhé. Và vẫn là hàng bao sống, bao mới tuyệt đối, với giá là 1 triệu 2 bao ship cho anh em. Anh em nào thích cái đôi này thì liên hệ với bên mình qua số máy 0904612323 và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được những cái chương trình xả hàng của bên em. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.